Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách sạch phổi trong 3 ngày, thậm chí người hút thuốc đến 40 năm cũng sạch. Rất nhiều người trong số chúng ta dù chưa từng hút một điếu thuốc nhưng vẫn gặp phải cái vấn đề về phổi, trong khi các thâm niên hút thuốc lên đến 40 năm mà phổi của họ vẫn hoạt động bình thường. Bạn có muốn bí quyết này không? Hãy xem video để biết cách thanh lọc phổi sau 3 ngày nhé. Để quá trình làm sạch phổi diễn ra một cách trọn vẹn, hiệu quả nhất, trước 2 ngày áp dụng chế độ, bạn hãy nói không với sữa và các thành phần làm từ sữa, tránh ra môi trường có khói thuốc lá. Trước ngày đầu tiên, hãy uống một ly trà thảo mộc trước khi đi ngủ. Bạn có thể chọn bất kỳ loại thảo mộc nào cũng được. Loại thức uống này sẽ có tác dụng giải phóng các chất độc trong ruột, tránh tình trạng táo bón. Chính điều này cũng tạo điều kiện cho phổi có thời gian thanh lọc, không bị áp lực sự quá tải của các cơ quan khác. 3 ngày thanh lọc phổi. Ngay khi thức dậy, hãy chuẩn bị 2 trái chanh và 300ml nước, vắt chanh lấy nước cốt hòa trong 300ml nước đã chuẩn bị và xin lưu ý hãy uống trước khi ăn sáng bạn nhé. Giữa bữa ăn sáng và trưa, hãy uống 300ml nước ép cà rốt. Loại thực phẩm này có tác dụng làm kiềm hóa máu của bạn trong thời gian làm sạch 3 ngày. Trong bữa trưa, bạn nên uống khoảng 400ml nước ép các loại rau, quả dầu kali như chuối, rau dền, khoai lang, cà chua. Kali đi vào cơ thể xem như là một chất bổ làm sạch phổi. Trước khi đi ngủ, hãy bổ sung cho cơ thể 400ml nước ép nam việt quất. Hàm lượng kali, chất oxy hóa có trong loại siêu trái cây sẽ giúp phổi của bạn chiến đấu với các vi khuẩn gây tình trạng nhiễm trùng. Nếu không có nam việt quất, bạn cũng có thể thay thế bằng các loại trái cây giàu kali khác. Bất kỳ thời gian rảnh rỗi trong ngày, hãy uống 300ml nước ép bưởi. Nếu bạn không tìm thấy loại trái cây này hoặc không thích, có thể chuyển sang nước ép dứa. Cả dứa và bưởi đều giàu chất oxy, chống oxy hóa tự nhiên giúp cải thiện hệ thống hô hấp. Hãy uống 300ml nước ép bưởi bất kỳ thời gian nào trong ngày, lặp lại tương tự 3 ngày. Trong 3 ngày, phổi của bạn sẽ nhanh chóng được làm sạch chỉ với cách phần nguyên liệu trái cây không tốn kém, lại hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Ngoài áp dụng những nghiêm ngặt theo cách trên, bạn có thể áp dụng theo các phương pháp đơn giản sau đây. Mỗi ngày dành 20 phút để tắm hoặc ngâm mình trong nước nóng. Các độc tố trong cơ thể sẽ bài tiết ra ngoài nhiều hơn theo đường mồ hôi. 2. Chuẩn bị một thau nước nóng, 5 đến 10 giọt tinh dầu khuynh diệp và một cái khăn to cho toàn bộ tinh dầu vào trong nước. Thau nước, trùm khăn lên đầu, sau đó cho hơi bốc lên và phả vào mặt. Hãy hít một toàn bộ lượng hơi nước đó vào trong người cho đến khi nước nguội. Nếu bạn muốn phổi thông thoáng, không còn độc tố, hãy thực hiện các hướng dẫn trên. Chúc bạn thành công. Điều quan trọng là các bạn khi thanh lọc xong, các bạn không được hút thuốc lá. Nếu bạn lại hút thuốc lá thì phổi của bạn lại bị nhiễm độc. Vậy để cai thuốc lá thành công, các bạn hãy gọi ngay số điện thoại 0985895810. Nhà thuốc thầy Thanh Lan Nghị sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn cách cai thuốc lá từ 3 đến 7 ngày hoàn toàn. Cai hoàn toàn thuốc lá sau một liệu trình duy nhất. Các bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Xin chân thành cảm ơn. Trong người cho đến khi nước nguội, nếu bạn muốn phổi thông thoáng, không còn độc tố, hãy thực hiện các hướng dẫn trên. Chúc bạn thành công. Điều quan trọng là các bạn khi thanh lọc xong, các bạn không được hút thuốc lá. Nếu bạn lại hút thuốc lá thì phổi của bạn lại bị nhiễm độc. Vậy để cai thuốc lá thành công, các bạn hãy gọi ngay số điện thoại 0985895810. Nhà thuốc thầy Thanh Lan Nghị sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn cách cai thuốc lá từ 3 đến 7 ngày hoàn toàn. Cai hoàn toàn thuốc lá sau một liệu trình duy nhất. Các bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Xin chân thành cảm ơn. Cai hoàn toàn thuốc lá sau một liệu trình duy nhất. Các bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Xin chân thành cảm ơn.